toplinkatm.com, bán hàng boxing mobile rẻ nhất Việt Nam. Ngoài ra, vận may UC, vận may Nick thì được trúng 100%. Truy cập ngay shoplinkatm.com. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại channel của mình nha. Ở mấy ngày hôm nay thì mình có tí việc, vợ mình đẻ anh em ạ, nên là mình không có ra đều clip cho anh em xem được. Hôm nay thì mới rảnh đây, rảnh thì mới quay được clip cho anh em xem, nhưng mà lại đi solo squad anh em ạ. Tại vì là thời gian không có nhiều nên là để mà đi tìm phòng trà trộn thì hơi khoai, nên là thôi kiếm cái clip đăng lên cho nó cho anh em xem đã. Từ đã, từ mọi người. Ôi, thanh niên này vừa mới nhặt được súng thì mình bảo mồm ngay ạ. Đi solo squad à? Khu này khá đông anh em ạ. Rồi rồi, còn đang sóc nhau đây. Bình tĩnh, bình tĩnh. Từ từ rồi khoai sẽ như. Nào nào, hòa ra. Rồi ôi, mình bắt bài rồi. Kiểu gì mình nhảy sang mà thanh niên ấy chả thò ra ngoài. Trong nhà này vẫn còn tầm 2 tên anh em ạ. Trên nóc 1 tên. Rồi, cứ ở đấy, cứ ở đấy. Cơm không ăn thì gạo còn đó. Vẫn còn đang lục cục trên nè. Làm gì vậy bạn ơi? Ui dồi ôi, đi không nhìn à. Lao kiểu như, cứ như kiểu là của vỡ được ấy nhở. Như vậy là hai team anh em ạ. Còn một ông ở trên trên nóc. Ừ, tiếng này ở trên nóc anh em ạ. Mình cứ nghĩ là nó ở trên cái chỗ hành lang này nhưng mà không phải. Rồi, từ từ đã. Ông này đã, ông này chắc chắn là biết mình ở dưới rồi. Đang kê, đang kê. Đang kê ngay chỗ cái cửa anh em ạ. Rồi bạn cứ kê đi, bạn cứ kê đi. Nào đây này, quả bom 10 tỷ này. Này chết này, chết này. Bom nè, né đi. À không chết à, không chết thì cũng điếc tai này. Không chết thì cũng điếc luôn. Rồi ôi, một pha nhảy bắn đi vào lòng người luôn ạ. Thế mà thanh niên này cũng thính phết anh em ạ. Không, quả bom đấy mà không bị điếc luôn ạ. Ảo đấy. Nhưng mà không sao anh em ạ. Quả đấy mình nhảy ra kiểu như là nhảy ra hơi xa này là thanh niên ấy không bắt được. Không biết là trong này hết chưa cơ. Mình nghĩ là chưa hết được. Đấy bắn nhau. Ui. À đây 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 đây. Bên nhà này, bên nhà này. Lại trên nóc ạ. Còn tiếng ở bên ngoài. Nào 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 nào. Ui dồi ôi. Nhảy xuống làm gì bạn ơi. Thiên đường muôn lối thì lại không đi. Vẫn còn một tên nữa. Đi ăn một, nối. Ôi tên này còn boss anh em ạ. Tưởng đồng bọn của cái tên vừa rồi. Hình như trên nhà này còn không nhở. À đâu. Tên này là tên nhảy từ trên nóc nhảy xuống đây. Tự dưng nghĩ à, nghe chuẩn phốt thế nhở. Nhảy xuống định vồ mình cơ à. Nhưng mà mình thịt người đâu có dễ ăn bạn ơi. Mình có phải là mình bây giờ hóa trao rồi chứ không phải là người bình thường nữa đâu mà cứ đòi húp mình thế này là hỏng rồi. Chạy đâu, ông này phi xe vào. Vài hôm nữa thì mình mà rảnh rỗi hơn tí nữa thì mình sẽ đi trà trộn anh em nhá. Tại vì mấy cái clip trà trộn vừa rồi anh em xem nhiều vãi chưởng mà mình không có thời gian làm luôn. Ôi rồi bây giờ bố trẻ con rồi anh em ạ. Từ đã, đâu rồi à, trên nóc à. Lại đúng kê. Nào kê đi. Này thì kê. Ui dồi ôi. Nằm mà mình nhảy quá đấy thì thôi. Thanh niên kia bảo ui dồi mày chơi thế thì mày về chơi game một mình. Nằm như thế thì kéo tâm làm sao được. Đây này. Đây này. Còn đứng cái gì đây. Ông Việt Nam. Việt Nam này. Đi xe tới hốt mình à. Trong này đông vãi trưởng anh em ạ. Lấy luôn con xe này. Mình trưng dụng con xe của bạn. Đây đây, nhà này vừa có tiếng súng anh em ạ. Đây 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 đấy, tiếng chân. Làm sao? Làm sao? Còn bot. Như nào là phải nói, cũng như là đói là phải ăn này. Đâu rồi? Đâu nhỉ? Mình nghe tiếng chân gần, không thể nào ở trên được anh em ạ. Mình phải ra lấy xe, mình thanh niên ngồi im này. Đây này. Đây người ta gọi là Mỹ Nam kế này. Đây. Nào, bước vào. Đâu rồi? À, đây. Trời ơi. Nghe đi là gì? Gọi là giật mình ạ. À. Mình tưởng ông này ông ở đầu bên kia. Ông ấy đứng ngay đây rồi ạ. À. Tí nữa thì cụ ra đi trận đánh toát. Mỹ Nam kế đắp mộ cuộc tình nữa thì thôi đấy. Rồi bây giờ qua school.
Sở Côn Đông anh em ạ. Bắn nhau nãy giờ luôn. Cứ bình tĩnh. Ô, sầm mốc này. Ô, vẫn còn sầm mốc này. Rồi rồi rồi, qua đây rồi, qua đây rồi. Đâu rồi, các bạn bắn nhau đi mình xem nào. Cho mình gọi là góp gạo thổi cơm chung với các bạn ơi. Anh em bốn bể là nhà mà. Bên dưới anh em ạ. Bên dưới, bên dưới. Nào nào, thò ra, thò ra, thò ra. Đúng một tên thứ nhất này. Không có tên thứ hai luôn. Ô, hai team vẫn đang công nhau kìa anh em. Nó mẹ rồi. Đắp bộ cuộc tình rồi. Quả đây bắn trượt là đắp bộ cuộc tình rồi. Vẫn là hai team anh em, vẫn đang công nhau gọi là. Quả bom ấy nổ không chết luôn ạ. Thế thì quả bom này bạn sẽ phải chết này. À, nhảy ra, nhảy ra. Ui dồi ôi bạn ơi. Mình nghe phốt cứ phải gọi là. Ui, lại xe vào, lại nhảy ra. Nào, bơi hết vào đây. Nào, 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 nào. Từng. Ui, ui đồng thế. Đâu rồi, đâu rồi. Nào. Bên ngoài đúng không, bên ngoài đúng không. Bên ngoài đúng. Ô, không phải, không phải, không phải. Đây, 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 đây. Úi dồi. Ngồi trong góc này, ngồi trong góc này. Ở đâu nữa, ở đâu nữa. Vào luôn một lượt để mình gọi là làm gọi như thế. Alo, alo. Vừa có cả xe vào cơ anh em ạ. À đây, 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 đây. Đây, 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 đây. Nào. Bước đây là gì. Trời ơi, sờ kim nằm này. Nằm với chúng tôi à. Cũng hay đấy, nhưng mà chưa hay bằng mình được. Úi dồi ôi. Giàu rồi, giàu rồi. Đấy, tiếng chân này. Vẫn còn một tên cuối nữa. Tên đi. À đây, 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 đây. À, hóa ra ngồi đây à. Rồi xong bạn nhá. Này, quả bom này. Đây là hàng khuyến mại bạn ơi. Bùm. Úi dồi ôi. Ném nó cứ gọi là như kiểu như là hách vị trí ấy, thì làm sao mà đỡ được. Ô. Ô, mình xin, mình xin. Ô, ngon. Bên ngoài có anh em ạ, bên ngoài có team. Thế là trong này clear rồi, trong này clear rồi. Đâu nhỉ? Có đâu ta? À, đây, 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 đây. Sau tảng đá, sau tảng đá, sau tảng đá. Sau tảng đá. Sau tảng đá. Ôi, một đầu một người rồi kìa. Phí phí quá anh em ạ. Trong này hết rồi. Cái khu này đồng thêm. Ui trời ơi, mình ăn 16 kill ở trong cái khu chung cư với trường học ạ. Phê vãi trưởng anh em ạ. Nào thò ra. Đây, nhặt cái tay cầm này. Đứng đây kê này. Ui trời ơi, chùm rồi. Ngó đen phát là mình húp luôn này. Trận này mình bất tử rồi. Mình quá mạnh rồi. Bạn ơi giết hộ mình cái bạn ơi. Ui cái mẹ gì đấy. Ui vai. Ông này chui đâu ra vậy.